Một số quốc gia nổi tiếng về lợi ích tài chính khi không có thuế thu nhập là Bermuda, Monaco, Bahamas và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Một, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có một số quốc gia dầu mỏ ở Trung Đông không có thu nhập hoặc thuế doanh nghiệp, và UAE được coi là một trong những quốc gia đó với một chính phủ và nền kinh tế tương đối ổn định. UAE có một nền kinh tế phát triển mạnh và một môi trường đa văn hóa hơn so với phần lớn các quốc gia ở Trung Đông. Quốc gia này có các lựa chọn ăn uống và giải trí tuyệt vời. Ngoài ra còn có các cơ sở giáo dục rất tốt và một cộng đồng nói tiếng Anh rất phổ biến. UAE đánh thuế doanh nghiệp đối với các công ty dầu mỏ và ngân hàng nước ngoài. UAE cũng đánh thuế giá trị gia tăng và đối với hầu hết các hàng hóa và dịch vụ. 2. Bahamas. Việc được hưởng lợi ích từ không phải trả thuế thu nhập ở Bahamas phụ thuộc vào việc cư trú chứ không phải thực sự có quốc tịch, khiến nó trở thành một trong những quốc gia dễ dàng tiếp cận cuộc sống miễn thuế thu nhập hơn. Yêu cầu tối thiểu cho thường trú ít nhất 90 ngày để đủ điều kiện được giảm thuế và người nước ngoài không được ở lại quốc gia khác quá 183 ngày. Thường trú cũng yêu cầu đầu tư ít nhất 500.000 đô la vào một nơi cư trú được xây dựng hoàn chỉnh. So với các hòn đảo Caribe, Bahamas là một trong những nơi tương đối rẻ hơn để sinh sống. Nhìn chung, đất nước có cơ sở hạ tầng và dịch vụ tốt. Một lĩnh vực mà các dịch vụ được coi là thấp hơn so với mức bình thường là lĩnh vực y tế. Nhiều người nước ngoài Hoa Kỳ đã chọn làm quê hương ở Bahamas vẫn quay trở lại Hoa Kỳ để được chăm sóc y tế đáng kể. Nhìn chung, khoảng cách đến Hoa Kỳ và bầu không khí tuyệt đẹp khiến Bahamas trở thành một nơi tuyệt vời cho nhiều người ngoại kiều. 3. Bermuda. Bermuda là một điểm đến miễn thuế thu nhập ở Caribe thậm chí còn hấp dẫn hơn Bahamas. Tuy nhiên, nó cũng là một quốc gia đắt đỏ hơn nhiều để sinh sống. Vị trí tương đối biệt lập khiến Bermuda trở thành một trong những điểm có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất phương Tây. Bermuda phát triển hơn nhiều so với hầu hết các hòn đảo Caribe, với những con đường tuyệt vời và phương tiện giao thông công cộng. Và hơn thế nữa, từ những bãi biển cát hồng nổi tiếng cho đến những nhà hàng cao cấp, Bermuda được coi là một trong những quốc gia có phong cảnh đẹp và dễ chịu nhất ở Caribe. Phần lớn người nước ngoài ở Bermuda được làm việc trong lĩnh vực tài chính, trong khi Bermuda không có thuế thu nhập cá nhân, họ đánh thuế tiền lương đối với người sử dụng lao động và thuế đất đối với chủ nhà và người thuê nhà dài hạn. 4. Monaco, nổi tiếng là sân chơi nghỉ dưỡng dành cho những cá nhân siêu giàu, Monaco từ lâu đã được coi là một trong những nơi đẹp và đáng sống nhất ở châu Âu. Nằm trên Riviera của Pháp, Monaco có các bến du thuyền lớn, thường có nhiều du thuyền từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan. Một nơi yêu thích của những người giàu có là Monaco Grand Prix, với nhiều căn hộ cho thuê với giá 10.000 đô la Mỹ hoặc hơn một đêm trong sự kiện này. Monaco là một quốc gia nhỏ, Monaco tỷ lệ tội phạm thấp nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tuy nhiên, có một nhược điểm là Monaco cũng là một trong những nơi đắt đỏ nhất trên thế giới để sinh sống. Tiếp cận môi trường tài chính miễn thuế thu nhập của Monaco là nhanh chóng nhưng không hề rẻ. Giấy phép cư trú hợp pháp có thể được cấp trong vòng chưa đầy 3 tháng nhưng yêu cầu gửi ít nhất 500.000 euro vào ngân hàng Monaco.